bự quá không? Bự quá nó bị bập. Em bên cái này thùng nào? Đẹp quá nè, đẹp quá nè. Nhưng mà đang kiếm thùng. Rồi đợi xíu, đợi xíu. Đợi xíu, cái kiếm thùng. Ok, đợi xíu. Bình ơi. Chị thùng hồi nãy, thùng quá cái thể đâu rồi. Chụp đi, chụp nắm đi. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Cái bình tĩnh đợi đi con đóng cho. Đây xíu nha. Dạ dạ. Cái thùng vừa cái thùng. Ủa ai gửi điện thoại cho học đúng không? Cung hoài luôn á. Vậy nè, hỏi thầy vô đó, anh trai, cái này là không?
nhớ lấy từ từ nha. Rồi, của chị này luôn, đóng luôn cho chị luôn nè. Chị áo cam. Cái này của ai? Chị lưu ý là xin cảnh tượng con âm thì xin tay. Xin luôn cái tay á. Rồi, cái này của ai? Của chị hả? Cái này của ai? Của cô hả? Rồi, bận ít cô ơi. Rồi. Đi kia nó quay tay á. Phải là cái người bên tay không? Có không? Có ai rồi? Anh quá. Có anh đâu anh đi. Anh Trần ơi, hôm nay đi chơi này. Anh không ở bên cạnh đâu. Phải nhắm nha. Mang tiền về là phải nhắm nha. Chứ không nhắm là chú nào phải gọi cái này tao không có biết cái gì cho nó giữ để đi chơi từ cái này hỉnh rồi hỉnh rồi thích ca mua này xong hỉnh tay đi có tay đang đây nè. Bây giờ mấy cô á muốn thử là mấy cô có xuống mấy em đó nó muốn thỉnh tượng quan âm mấy em sẽ gắn đầy đủ tay khắp mà không vào mình lấy đây là không có tay nè. Đúng rồi qua đây nè. Đúng rồi. Em cứ canh góc đẹp của quầy nha.
có không cô? Dạ. Ở dưới quê á, hổng đợt rồi á, cô hổng thấy gì dưới á. Dạ. Để mấy chị dưới xin 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.